Hôm nay thì tôi sẽ nói về một cái chủ đề rất là mới và ngày nay những người làm marketing thường nói đến đó là chủ đề về trải nghiệm khách hàng ở tiếng anh chúng ta gọi là customer experience và trải nghiệm khách hàng là một cái thuật ngữ khá là thời thượng trước đây có thể chúng ta sẽ nói về dịch vụ khách hàng nhưng bây giờ thì thế giới cũng như là các cái nhà marketing hiện đại đã nói về trải nghiệm khách hàng và có những cuốn sách, có những tài liệu, có những chương trình huấn luyện về trải nghiệm khách hàng. À, tôi cũng đã viết một cái cuốn sách về trải nghiệm khách hàng trên thị trường, à, nhưng mà đang trong quá trình xuất bản. Và, thế thì à, các anh chị và các bạn à, cần phải hiểu à, một số những cái à, khái niệm, một số những cái à, nội dung, à, một số những cái cách thức để tạo ra trải nghiệm khách hàng và à, làm thế nào để à, khách hàng có được cái trải nghiệm à, tuyệt vời nhất có thể thì đầu tiên là chúng ta cần quan tâm đến thứ nhất là à, tôi đã nói rất nhiều lần là cái chuyện là khách hàng thì họ chỉ trung thành với trải nghiệm của chính họ họ không trung thành với thương hiệu đúng không ạ họ không trung thành với sản phẩm của bạn à, tôi lấy thí dụ như là bây giờ tôi vẫn đang rất là thích sử dụng iphone thế nhưng mà nếu như iphone không đáp ứng được yêu cầu của tôi nữa thì tôi sẽ rời bỏ và tôi sẽ mua cái sản phẩm khác của công ty của đối thủ thì như vậy đấy giải thích cho việc rằng là khách hàng không trung thành với sản phẩm hoặc là thương hiệu của bạn đâu mà khách hàng trung thành với chính trải nghiệm và lợi ích mà họ nhận được nha hai từ khóa là trải nghiệm và lợi ích họ nhận được nếu như họ vẫn còn lợi ích nếu như họ vẫn thỏa mãn nếu như họ vẫn có những cái trải nghiệm tuyệt vời về sản phẩm và dịch vụ của bạn thì họ vẫn có thể tiếp tục tái mua và trung thành hoặc là đi giới thiệu cho những người khác nữa và đó là cái điều marketing tuyệt vời nhất đấy thế thì à, trải nghiệm thì người ta có thể chia thành nhiều mức à, từ à, trải nghiệm bình thường à, trải nghiệm tốt à, trải nghiệm tuyệt vời và thậm chí là trải nghiệm vô giá à, payless experience mình, tức là không thể mua được bằng tiền à, người ta phải thốt lên wow người ta phải thốt lên rằng là à, đó là điều tuyệt vời nhất mà người ta đã từng có được trong cuộc đời của người ta đó thì tôi cũng đã được có những cái cơ hội mà có những cái trải nghiệm vô giá thí à, dụ tôi có thể được gặp các danh thủ bóng đá nổi tiếng trên thế giới, à, tôi được trò chuyện cùng với họ, được xin chữ ký của họ, được vào sân vận động xem chung kết cúp C1 châu Âu vân vân, à, được à, tham dự những cái chương trình à, du lịch private tức là cực kỳ đẳng cấp, à, khách sạn 5 sao, xe hơi, à, rồi các cái ngôi sao nổi tiếng thì à, tôi đã hiểu thế nào gọi là một trải nghiệm vô giá tức là mình không thể mua được bằng tiền. À, thực tế thì các doanh nghiệp không cần làm dịch vụ khách hàng trải nghiệm khách hàng đạt đến cấp độ vô giá chỉ cần đạt đến cấp độ là tuyệt vời và wow là đã là rất là ok rồi thế còn cái trải nghiệm tồi tệ thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ nhận được rất nhiều những cái sự cay đắng sự trả thù và sự thiệt hại nếu mà chúng ta đem đến những cái trải nghiệm tồi tệ cho khách hàng có đúng không ạ vâng vậy thì À, trải nghiệm khách hàng là gì thì chúng ta cần phải để ý ở đây đấy, đấy chính là à, trải nghiệm khách hàng là tất cả những thứ những điều mà khách hàng nghe được xem được à, thấy được nhìn được đọc được và cảm nhận được đấy, à, bằng cảm nhận bằng tri thức bằng à, cái à, sự à, tiếp xúc đúng không ạ từ vật lý đến lý tính đấy, về cái sản phẩm về cái dịch vụ về cái quy trình của một cái thương hiệu, một cái doanh nghiệp cụ thể nào đó. Thế thì nó bao gồm cả phần cảm tính và phần lý tính, bao phần phần định tính và phần định lượng, nha. Và trải nghiệm khách hàng thì có thể so sánh và mang tính chủ quan và phụ thuộc vào từng nhóm khách hàng cụ thể, nhóm khách hàng mục tiêu cụ thể và phụ thuộc vào từng thương hiệu, từng cái sản phẩm cụ thể. Thí dụ một tình huống như thế này Nhưng mà với khách hàng VIP 5 sao thì bạn sẽ không được chấp nhận Nhưng với khách hàng VIP khoảng 2 sao thôi Thì bạn có thể được chấp nhận Ồ như thế là tốt lắm rồi Nhưng khách hàng VIP 5 sao ồ, không thể chấp nhận được Như vậy ý tôi muốn nói là cùng một tình huống Nhưng với các nhóm khách hàng khác nhau Có thể tạo ra những trải nghiệm khác nhau Và ngày nay trong marketing hiện đại thì người ta luôn đề cao đến trải nghiệm mua sắm, trải nghiệm tiêu dùng, trải nghiệm của khách hàng là cái trải nghiệm cuối cùng mà sẽ quyết định cái việc là họ có tái mua hay không, họ có yêu thích thương hiệu hay không và họ có trung thành hay không. Đó. Và các cái sản phẩm và dịch vụ mà đem lại trải nghiệm tốt, trải nghiệm hài lòng, thậm chí là trải nghiệm vượt xa sự kỳ vọng của họ, không thể nào mua được, đúng không? vô giá, thì đó là những cái thương hiệu đang làm rất là tốt và sẽ có chỗ đứng trên thị trường rất là tốt. Có rất nhiều những cái ví dụ chúng ta có thể kể đến. Ví dụ như là hãng là Zappos, đúng không ạ, Zappos là một cái website bán giày dép và quần áo và họ bán tốt đến mức mà Amazon là một cái gã khổng lồ nhưng mà không cạnh tranh được bởi vì các dịch vụ của khách hàng và dịch vụ uh, trải nghiệm khách hàng của Zappos thuộc dạng là tuyệt vời, vô giá luôn. Cho nên là khách hàng họ rất là yêu quý Zappos và chính vì vậy Amazon rất là sợ hãi và đã quyết định là mua lại cái công ty này với một cái giá rất là lớn vâng điều đấy cho thấy rằng là họ họ làm rất là tuyệt vời và Zappos liên tục có tên trong danh sách những công ty mà có dịch vụ khách hàng tốt nhất trên thế giới họ có những cái những chính sách mà tốt đến mức khó tin mà ở Việt Nam tôi nghĩ là mọi người sẽ không nghĩ đến cái 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 sự tốt đẹp này tốt quá mức đúng không ạ thí dụ như là chính sách của họ làm mua hàng và được phép trả lại hàng trong 365 trăm sáu ngày một cái con số rất khủng khiếp và ví dụ như là được giao hàng miễn phí trong vòng 2 ngày hoặc là 3 ngày trên toàn nước Mỹ Đấy. và có một câu chuyện là khi một khách hàng trả lại một cái sản phẩm sau một năm mua hàng và không sử dụng đến thế thì họ đã nhận lại và họ vẫn hỏi khách hàng rằng là tại sao lại không đi nữa tất nhiên là họ đã nhận lại rồi và họ chỉ muốn hỏi thôi và khách hàng nói rằng là họ đã mua cái sản phẩm này cho mẹ của họ nhưng mẹ của họ bị ốm và không sử dụng đến và bây giờ thì bà đã mất rồi à, thế thì họ à, rất là lấy làm tiếc họ chia buồn họ an ủi và ngay lập tức là họ đã gửi quà à, gửi lời chia buồn đến cho gia đình bằng một cái hành động rất là cụ thể và đấy là một cái trải nghiệm của khách hàng mà khách hàng phải cảm thấy kinh ngạc đúng không ạ là tôi đã không mua sản phẩm tôi đã trả lại sản phẩm rồi mà các bạn vẫn tốt với tôi như vậy thì không có lý do gì tôi không tiếp tục ủng hộ các bạn cả đúng không và tất nhiên để làm được những cái dịch vụ khách hàng tốt à, những cái trải nghiệm khách hàng tuyệt vời thì nó sẽ đòi hỏi một cái khoản chi phí một cái khoản chi phí khá là lớn nên chúng ta cần phải cân nhắc và cái tính toán hết sức cẩn thận ạ Vâng. và à, tiếp tục là trải nghiệm khách hàng là một cái quy trình à, gồm nhiều bước đúng không ạ gồm nhiều bước à, và nó có những cái khái niệm gọi là điểm tiếp xúc với khách hàng à, touching point touching point customer touching point tức là tại cái điểm đó thì À, sẽ có người của mình, cái thương hiệu của mình sẽ tiếp xúc với khách hàng trực tiếp hoặc là gián tiếp à, hoặc là à, trực tuyến, đúng không ạ? và từ điểm đầu đến điểm cuối, từ online đến offline, từ nhân viên đến các cái vị trí cấp cao, nha. thì thế tôi sẽ cho các bạn xem các quy trình. và và như thế nào là một cái trải nghiệm khách hàng tốt và tuyệt vời? Đấy, thì hãy hỏi khách hàng, họ có thực sự hài lòng hay không, họ có cảm thấy được vượt xa sự kỳ vọng hay không? và họ có thấy rằng là toàn bộ cái quá trình họ nhận được là họ thỏa mãn họ tốt họ vui vẻ hay không và nếu mình yếu ở điểm nào thì mình phải cải thiện ở điểm đó Đấy, mình chia nhỏ các cái quy trình bán hàng phục vụ khách hàng của mình ra để mình phục vụ thí dụ như là chúng ta thấy là từ điểm tiếp xúc đầu tiên lễ tân cho đến tư vấn cho đến uh, triển khai dịch vụ cho đến bảo hành bảo trì vân vân và sau đó thì à, chúng ta sẽ thấy rằng là à, người bán hàng hoặc thương hiệu chủ của doanh nghiệp sẽ làm những gì à, làm bao nhiêu làm như thế nào tần suất và chất lượng ra sao à, để khách hàng cảm thấy hài lòng thích thú và choáng ngợp và vượt xa với sự mong đợi của họ à, tất nhiên còn phụ thuộc vào định vị nữa đúng không định vị 5 sao thì chắc chắn là bạn phải làm tốt thậm chí là rất tốt rồi nhưng còn định vị 2 sao hoặc là một sao thì họ chấp nhận thôi thí à, dụ như là hàng không giá rẻ thì họ cắt hết cắt hết cắt hết những thứ à, không có một cái gì cả chỉ có mỗi cái vé bay thôi à, thế nhưng mà bạn không phải trả tiền cho bất kỳ thứ khác bạn chỉ trả tiền cho mỗi cái vé thôi à, thì đấy là họ chấp nhận là low price tức là rất giá rất là thấp và khách hàng họ sẽ ok họ có thể chấp nhận bay với một cái mức ngân sách thấp như vậy thì nhưng họ vẫn nhận được những cái trải nghiệm tốt à đúng không ạ chứ không phải bạn cắt đi rồi thì à, dịch vụ của bạn à, xin lỗi là vô cùng tồi tệ à, ví dụ ví dụ tôi nói là đồ ăn bạn ném vào mặt khách hàng đúng không ạ bạn cho khách hàng ăn những cái thứ ôi thiêu à tôi lấy ví dụ như vậy à, thực tế nó không phải như vậy thì à, thì không cần phải cắt giảm làm gì cả như thế thì bạn đang giết khách hàng và khách hàng sẽ làm điều tương tự như vậy là họ sẽ nói xấu về bạn họ sẽ tẩy chay bạn đúng không đấy thế thì trong một cái quy trình mua thì khách hàng đã tiếp xúc với rất nhiều rất nhiều À, các cái bộ phận, các cái công cụ và và ta gọi nó là các cái điểm tiếp xúc. Đấy, cái ví dụ quy trình mua của nó gồm 5 bước, mà trong cái video trước đó tôi đã nói là gồm có 8 bước của tôi: ấy. awareness, consideration, purchase, và service và expansion. Đấy, à, nhận thức này, đấy, rồi cân nhắc này mua này, à, dịch vụ và mở rộng này. Đấy, thế thì ở đây nữa, chúng ta thấy là có PR quảng cáo này, à, radio, print, TV, outdoor này, word of mouth này online display này, search and paid content này, email này, uh, website và landing page này, uh, social media, uh, bên thứ ba này, third party site, direct mail là gửi thư trực tiếp, call center là gọi chat sale hoặc là call center chăm sóc khách hàng, uh, sales rep tức là đại diện của người bán, uh, mobile app là các ứng dụng trên điện thoại di động, website này, uh, rồi thì uh, web sale service tức là giúp khách hàng tự, tự uh, phục vụ được các cái dịch vụ của mình tự thanh toán tự mua hàng tự xem tự xử lý tự học để 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 làm được cái dịch vụ đó đúng không? Community là các cộng đồng này để phục vụ khách hàng này khách hàng trao đổi à, ví dụ như là họ sử dụng một cái sản phẩm là họ sẽ lên đây họ trao đổi những người mà cùng có cái sở thích và nhu cầu về cái sản phẩm và dịch vụ đó à, chat này, social này, à, co center tiếp này, à, mailing này, à, survey tức là khảo sát này. Law program, loyalty program tức là các cái chương trình để duy trì lòng trung thành của khách hàng. Ví dụ như là thẻ tích điểm này, member club này, vip club này, này. rồi thì được giảm giá ưu đãi này. Thí dụ như là tôi um, mua cái thẻ member club của Marriott, đúng không ạ? thì tôi có thể ra đó tôi uống cà phê được giảm giá, tôi ăn tối ở đó tôi được giảm giá, tôi được tặng một số những cái quyền lợi nho nhỏ. Thì đấy gọi là cái chương trình để thúc đẩy bán hàng hoặc là duy trì cái lòng trung thành của khách hàng. Bởi vì khi bán được cái thẻ đó thì mình đã có thu nhập và chắc chắn là khách hàng sẽ đến tiêu dùng. Chắc chắn là khách hàng sẽ tiêu dùng Bởi vì họ bỏ ra uh, 8 triệu gần 10 triệu bạc để họ mua thì họ phải sử dụng đúng không? À, thì như vậy mình sẽ tăng được doanh thu, uh, email offer vân vân. Thì chúng ta thấy nó có quy trình đấy thông qua các bước. Thế thì tại đây nó sẽ có những cái điểm tiếp xúc, có những điểm tiếp xúc và với mỗi điểm tiếp xúc này chúng ta phải đặt ra mục tiêu tiếp xúc thời gian tiếp xúc rồi quy trình tiếp xúc rồi thì cảm nhận của khách hàng đạt được xử lý được các vấn đề từ về thái độ từ về kỹ năng từ về cái chất lượng phục vụ như thế nào một sao hai ba sao bốn sao năm sao chúng ta đặt ra tiêu chuẩn rất là rõ ràng nhưng tất cả cái tiêu chuẩn gì đi chăng nữa thì hãy nhớ rằng là đối tượng khách hàng tiêu của chúng ta là ai định vị của chúng ta là gì ạ và chúng ta mong muốn đem đến trải nghiệm khách hàng gì cho khách hàng à, thì chúng ta sẽ xây dựng theo đúng những cái lộ trình như vậy đó là những cái trải nghiệm Wow đặt khách hàng làm trung tâm à, mọi các vấn đề đều giải quyết cho khách hàng à, nhanh gọn thuận tiện và có lợi có ích và giữ à, các cái thông tin cho khách hàng thật là tốt à, tạo cho họ một cái sự hài lòng thỏa đáng hết sức có thể và nếu như xảy ra sự cố thì hãy xử lý xử lý thật nhanh theo hướng có lợi cho khách hàng thì đây chính là cái hành trình và các cái điểm tiếp xúc của khách hàng từ online đến offline trong từng quy trình thì các bạn lưu ý để chọn và chúng ta phải thiết kế cái trải nghiệm cho khách hàng làm sao nó nó tốt nhất và nó nâng cao đúng không ạ nó nó đi từ cái cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác thí dụ như là từ yêu thích đến vui vẻ đến bất ngờ surprise ngạc nhiên đúng không ạ rồi đến amazing tức là tuyệt vời đúng không ạ rồi đến wow thốt lên và cuối cùng đấy là À, vô giá tức là uh, payless tức là không thể trả được bằng tiền tình cảm khó thể trả được bằng tiền những cái, cái, cái quyền lực những cái sự giúp đỡ à, những cái uh, giá trị bạn mang đến à, mà không rất là khó có thể mua được bằng tiền à, thế thì ở đây bạn có thể xác định được rõ hơn đây này à, nó chia ra à, rồi các bộ phận bộ phận nào à, có thể có khả năng tiếp xúc à, ví dụ như là marketing này marketing online này bộ phận thiết kế design này Đấy, rồi để à, quản lý cửa hàng trực tuyến này, à, quản lý khách hàng này, quản lý sản phẩm này, à, bộ phận à, kế toán thu ngân này, à, bộ phận pháp lý này, à, bộ nhà các nhà cung cấp dịch vụ này, à, các đơn vị cung cấp dịch vụ logistics này, vân vân, à, đấy là các bộ phận và các point này các điểm tiếp xúc này thì họ phải tiếp xúc dài hay tiếp xúc ngắn thường xuyên hay không, à, thì đây là các bộ phận cần phải tham gia vào quá trình tiếp xúc với khách hàng, à, thì chúng ta là là giám đốc marketing thì chúng ta phải thiết lập các tiêu chuẩn, các quy trình và kpi và đặc biệt luôn luôn nhớ là chúng ta mong muốn đạt được cái cái trải nghiệm mà khách hàng nhận được là gì nha thì theo cái sơ đồ như vậy các bạn search cái từ khóa là customer journey tức là cái hành trình của khách hàng thì chúng ta sẽ thấy đây là cái cảm xúc của họ này có thể họ sẽ vui họ sẽ giận họ sẽ buồn họ sẽ happy họ sẽ 25. Đấy. <laughs> ví dụ như quy trình và cung bậc à, à, của trải nghiệm khách hàng khi mà xử lý các vấn đề về thương hiệu thí à, dụ như là họ gặp vấn đề à, problem là vấn đề là sell service à, tự phục vụ cô support tức là gọi liên, gọi uh, cho hỗ trợ à, và nếu mà không giải quyết được vân vân thì thực tế là hiện nay thì tôi thấy các cái doanh nghiệp cũng cắt 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 cắt, cắt cái chi phí đi thì cái dịch vụ khách hàng sau bán của họ nhiều đơn vị là rất là không hài lòng tôi không nói tên nhưng mà ví dụ như là tôi thấy là các cái hãng điện tử điện lạnh ấy, là sau khi mà dùng ba năm 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 sau mà nó hỏng ấy, thì gọi cô center dịch vụ khách hàng của họ tôi đã đánh giá rất kém rất kém tôi đã tự gọi rồi và tôi thấy là rất không hài lòng họ chỉ hất 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 cái đấy sang cho một bên thứ ba xong cái bên thứ ba đến để tào lao tào lao một tí xong là chỉ gạ là thôi anh bán cái đấy đi thì họ được lợi mà mình bán cái đấy thì họ mua rẻ xong về họ sửa sửa thì họ bán lại họ có lời cao mình thì lại phải đi mua cái máy mới à, thế là thành ra là cái trải nghiệm khách hàng rất là tồi tệ và thông thường như vậy thì sau mỗi cái lần như vậy thì tôi tôi lại phải đổi cái thương hiệu tức là trước đây tôi dùng cái thương hiệu tủ lạnh A thì tôi lại phải đổi sang cái tủ thương hiệu B bởi vì là tôi thấy là họ làm ăn như thế là không được đó cái đấy người ta gọi là trải nghiệm khách hàng hay dịch vụ khách hàng đó nhá thì nó sẽ có cung bậc của các cảm xúc từ lúc yêu đến lúc ghét, từ lúc vui đến lúc buồn, từ chưa thích cho đến rất thích, từ không hài lòng cho đến rất hài lòng và ngược lại thì các bạn phải lưu ý cái điều này trải nghiệm khách hàng là nó về nó nói về cả về tri thức và là cảm xúc nhận thức của họ có thể là họ sẽ thỏa mãn có thể là họ sẽ ít thỏa mãn hoặc là thỏa mãn ở mức độ cao và chúng ta phải thiết kế được cái trải nghiệm này và nâng cao được cái 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 này rất là tốt thì chúng ta mới làm được đấy, các bạn thể để ý cái vòng đời của sản phẩm của khách hàng đây đấy, nếu như mà mình đến đây này đấy, bắt đầu họ nhận thức này đấy, sau đó bắt đầu họ cân nhắc mua hàng này đấy, sau đó bắt đầu họ tiếp xúc với các bộ phận bán hàng này đấy, sau đó họ quyết định này họ đặt hàng này đấy, sau đó mình giao hàng này đấy, nhận được hàng này cài đặt này À, sau đó đến dịch vụ à, à bảo hành bảo trì này à, hết bảo hành bảo trì đấy cái này là đồ điện tử điện lạnh và các phần mềm lưu ý này đến đây này nếu mình làm tốt thì sẽ vòng quay này sẽ tiếp tục còn nếu mình làm không tốt thì bắt đầu đi sang vòng quay là khách hàng sẽ đi mua sản phẩm khác cái này và tôi tôi đánh giá là cái 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 quy trình này hoàn toàn đúng và nó đúng với cái chiêm nghiệm của tôi là với vai trò là khách hàng à, tôi mua một cái tủ lạnh cũng dùng mấy năm rồi nó cũng hỏng thực ra nó hỏng một cái lỗi rất là nhỏ nó chỉ không làm mát thôi còn cái tủ nó rất là mới vẫn dùng bình thường Thế tôi mới gọi cho cô center support thì nó bảo vâng thì em cử một cái bên thứ ba sang cử sang thì cái thằng đấy sang nó cứ tào lao chí khuyên nó nay nó đến nó lắp xong rồi ba bốn ngày sau nó đến nó mới lắp nó sửa thế các bạn bây giờ cái tủ lạnh mà ba bốn ngày thì nhà người ta không thể đợi được thức ăn nó thiêu thối hết à thế là sau đó ba bốn ngày sau nó lại đến nó sửa lại không được mất tuần trời xong nó bảo thôi bây giờ cái này anh bán đi anh mua cái mới cho nó dùng nó sướng thế tôi biết ngay cái trò của nó mình bán cho nó về nó chỉ sửa một xíu cái này nó, nó bán lại nó, nó lời được một hai triệu còn mình thì phải đi mua cái khác và đúng đến đây này là tôi hết bảo hành và tôi đã đi rẽ nhánh sang đây tôi đã mua cái thương hiệu khác không mua lại nữa và tôi tin rằng là những người làm kinh doanh và marketing làm dịch vụ khách hàng cho những cái sản phẩm à, điện tử điện lạnh và phần mềm phần cứng gì đấy thì các bạn lưu ý cái cái sơ đồ quy trình mua và trải nghiệm khách hàng này tôi thấy nó rất là đúng nên tôi đã đưa vào bài giảng cho anh chị các bạn nha và nếu họ mua tiếp này reorder đấy, này, họ xác nhận đã đánh giá rồi thì vân vân đánh giá lại họ hài lòng tiếp tục và khi bạn mất một khách hàng bạn không biết là mình mất một khách hàng đáng giá bao nhiêu đâu ví dụ như một người một cái hãng điện thoại mất đi một khách hàng họ có thể mất một khách hàng trị giá 50.000 đô la bởi vì vòng đời sản phẩm vòng đời của khách hàng các bạn biết rồi các bạn sẽ xem cái video tôi nói về LTV với lại CLV nhé thì mình phải xây dựng các quy trình của mình cụ thể ra nhá sau đó thì mình làm sao để mình quảng cáo để ra data này tư vấn chốt lại là chuyển thông tin này này trong hệ thống nội bộ này Đấy. và đặt lịch hẹn với khách hàng này tư vấn thiết kế này tính toán hết các cái vấn đề về dự báo thời tiết phương tiện đi lại giờ giấc bệnh tình của khách hàng vân vân nếu có này đào tạo cho bảo vệ lễ tân đón tiếp này rồi vân vân mình phải làm rất kỹ tính toán rất kỹ như thế xong rồi trong cửa hàng cửa hiệu thì chú trọng đến không gian ánh sáng màu sắc mùi vị này rồi tư vấn về liệu trình này kia này rồi thì trực tiếp làm này rồi trò chuyện này À, rồi làm cho khách hàng hài lòng và quan trọng nhất là khi họ mua dịch vụ gì thì phải đạt được cái mục tiêu của họ ví dụ như họ tắm trắng thì họ phải trắng à, họ trị mụn thì họ phải hết mụn đúng không ạ à, họ giảm béo thì họ phải hết phải giảm béo chứ không thể nào lấp liếm những cái thứ khác được nó, nó phải thỏa mãn cái yêu cầu tối thiểu đó còn những thứ khác là để gia tăng trải nghiệm được chưa à, phải chú trọng vào các cái chi tiết à, trang trí tiếp xúc với khách hàng à, chỗ để xe không gian màu sắc âm thanh sáng càng kỹ càng tốt Nha, càng kiện à, tư vấn liệu trình cụ thể cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp à, chăm sóc khách hàng trong từng buổi trò chuyện với họ như thế nào à, rồi thì duy trì kết nối ra làm sao à, mời khách hàng dùng thử những sản phẩm mới xin ý kiến khách hàng tiếp tục chăm sóc vân vân các bạn thấy đó, tôi tôi chia ra thành các cái sơ đồ à, rất là kỹ đây là cho một cái dịch vụ spa tôi lấy ví dụ thôi à, để các bạn làm tương tự như thế nha cái slide này các bạn liên hệ với tôi thì tôi cũng sẽ gửi cho các bạn được tôi làm tôi đã có viết sách và tôi có slide tất cả những cái thứ tôi trình bày với các bạn đều có slide và tôi tự làm hết slide rất là chuyên nghiệp và rất là chi tiết hoàn toàn đáp ứng được cái yêu cầu của anh chị là với vai trò là giám đốc kinh doanh giám đốc marketing giám đốc truyền thông hoặc là giám đốc người dịch vụ khách hàng ok à, như vậy video này tôi tạm kết thúc cái phần về trải nghiệm khách hàng thực tế thì trải nghiệm khách hàng có thể nói được rất kỹ và nói được rất nhiều thứ nữa nói về các case study nói về À, cách thức xây dựng trải nghiệm nói về à, những cái tâm sinh lý của khách hàng nói về tâm lý học hành vi vân à, vân à, nhưng mà thời lượng nó có hạn và à, mỗi một cái bài nó sẽ bổ sung một cái thông tin để nó hình thành nên một cái kiến thức tổng hợp cho à, cmo thì cho phép tôi được trình bày à, nó cũng vừa phải và và nếu như các anh chị có bất kỳ cái yêu cầu nào hỏi về tài liệu hỏi về tư vấn hỏi về à, trao đổi chuyên môn này, hoặc là cộng tác, hợp tác, đào tạo à, hoặc là triển khai thì cứ xin liên hệ với à, giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi à, có thông tin của tôi rất là rõ ràng rồi số điện thoại 0989 6388 đúng không ạ? Và một lần nữa xin cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều. Xin chào!